Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Hôm vừa rồi thì mình có được hỏi một câu hỏi nó khá là khó. Là bây giờ có 5 tỷ mà muốn mua xe dành cho nhà vừa đông người, xe lại còn phải vừa mạnh, lại vừa rộng, lại vừa êm. Nhưng mua xe gì? Thì 5 tỷ thì mình nghĩ là có một cái option khá là đáng để cân nhắc. Đó chính là chiếc Mercedes GLS 450. Vậy thì chiếc GLS 450 này nó có gì hay ho? Chúng ta cùng xem trong video ngày hôm nay nhá. Bắt đầu thôi. Nếu như các bạn đang xem hình ảnh và đặt câu hỏi trong đầu là tại sao GLS 450 nhìn nó lại lạ thế này, thì là bởi vì đây là xe của ông bạn tôi. Và ông ấy mua xe xong thì ông ấy thích độ thành GLS 600 Maybach, cho nên là nhìn xe nó hơi lạ một tí. Thế nhưng mà đây thì là GLS 450 các bạn. Và khi mà nhìn vào cái chiếc xe này thì chúng ta sẽ có một cái chiếc xe có chiều dài tổng thể là 5m2 và cái trục chiều dài cơ sở thì là 3m1. Điều đấy thì có nghĩa là gì? Không gian ở hàng ghế thứ hai rất thoải mái và rộng rãi, và đặc biệt là cả hàng ghế thứ ba thì mình nghĩ là người lớn ngồi cũng sẽ không bị khó chịu đâu. Thực ra ngồi hàng ba bảo là thoải mái thì không thoải mái được đâu, ngồi được thôi. Ngay kể cả khi chúng ta dựng cả hai chiếc ghế của hàng ghế thứ ba lên thì không gian phía đằng sau có thể để được từ 2 đến 3 cái vali, hay là các bạn có thể nhìn thấy đồ của anh bạn mình đang xếp ở đằng sau đây, cũng không phải là quá chật chội đâu. Và khi ở đằng sau cốp thì chúng ta có thể hạ được hai chiếc ghế ở hàng ghế thứ ba xuống chỉ với những cái nút bấm điện tử. Nó hơi lâu một tí nhưng mà nó tiện. Và hai nữa là sẽ có một cái nút bấm nhẹ nhẹ ở đây để chúng ta có thể hạ được cái gầm xe xuống để khiến cho chiếc xe có cái khả năng là tải đồ lên tốt hơn. Đó, xe sang xe 5 tỷ thì nó phải như thế chứ. Nhưng mà thực ra thì nhiều xe đắt gấp đôi chưa chắc đã có những tính năng như này đâu. Thế cái nội thất của GLS 450 thì có lẽ nổi bật nhất sẽ là cái màn hình MBUX. Và chúng ta sẽ có một cái phần màn hình liền dài như thế này. Một cái thiết kế mà mình nghĩ là đến bây giờ thì không có gì quá là xa lạ nữa rồi. Và ở trên cái hệ thống MBUX này thì tất nhiên chúng ta sẽ có những cái tính năng, ví dụ như kiểu là ra lệnh bằng giọng nói bằng cách là gọi Hey Mercedes. Và khi mà bạn nói với nó là bạn nóng ấy thì nó sẽ không trả lời bạn là tôi cũng thế. Ở trên phần màn hình này thì chúng ta sẽ kết nối được Apple CarPlay và Android tất nhiên rồi. Và cái hệ thống giải trí đi ở trên chiếc xe này đó chính là loa Burmester 13 loa. Theo cá nhân của mình thấy thì thực ra là với những người trẻ như mình sẽ thích một cái hệ thống loa mà nó sẽ có cái loa sub cũng như là những cái giải âm tần số thấp nó ổn hơn một tí. Với những chiếc xe như của GLS này có lẽ là dành cho những người gọi là đứng tuổi, cho nên là cái hệ thống loa này thì những cái giải tần số cao thì nó xử lý rất là tốt và hợp để nghe những loại nhạc mà mình hay gọi là nhạc đắt tiền đấy các bạn, chứ còn nhạc trẻ thì nghe không hợp. Nói về chất liệu nội thất ở trong xe thì chúng ta sẽ có một cái phần mặt táp lô bọc gỗ này, rất là nhiều gỗ. Đó, phần hộc để đồ cũng là bọc gỗ này. Khu vực yên ngựa này thì đều là gỗ và da hết. Thực sự là cảm giác sờ vào nó rất là cao cấp và nhìn nó cũng rất là thích mắt, nhìn nó rất là clean. Ngoài ra thì trên cái phần mặt táp lô này chúng ta sẽ có cái phần da này. Loa đấy rất là to và đây là phần da này. Hay là những cái chi tiết nhựa, thực sự là những cái nhựa này cũng đều là những cái nhựa rất là cao cấp. Và đặc biệt là cái chất lượng hoàn thiện ở trên cái chiếc GLS 450 này thì mình phải nói là cực cao. Khi mà chúng ta sẽ không có một cái cảm giác là những cái khe hay là những cái chi tiết như nút bấm hay là cửa gió điều hòa hay là những cái khe, những cái phần ghép nó bị hở hay là nó bị lủng lẳng, lỏng lẻo. Không có chuyện đấy ở trên GLS 450. Thực sự là chất lượng hoàn thiện của nó thì tuyệt vời. Hay là nói về cái chất liệu da ghế, thế da này thì tất nhiên nó là da xịn rồi, da Napa rồi. Ngồi rất là sướng. Bên cạnh cái việc là đệm ghế thì nó cũng hơi cứng một tí ra. Chúng ta sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh, tất nhiên là như thế. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì hơi nóng,
nên là có lẽ là phải đóng cửa sổ trời vào. Điều hòa thì thực ra là như bao chiếc Mercedes khác, hệ thống điều hòa của GLS 450 mình cảm thấy là so với cả điều kiện khí hậu ở Việt Nam mình thì đôi khi là cảm thấy nó hơi thiếu thiếu một chút. Nếu như các bạn đã xem đến đây và tự hỏi rằng thế tiền ở đâu để mua xe hay là mình đến ngân hàng nào để có tiền mua xe bây giờ, thì mình có câu trả lời cho các bạn đây, đó chính là VPBank. Không, chúng ta sẽ không đến ngân hàng theo cái kiểu thanh niên Hải Phòng mua xe Kawasaki đâu các bạn, mà chúng ta sẽ đến VPBank bởi vì ở đây đang có chương trình gói vay hỗ trợ mua xe và không yêu cầu đến bảo hiểm nhân thọ. Chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng app Race App của VPBank, xét duyệt qua đó và nó sẽ tiết kiệm được cả đống tiền cũng như là thời gian. Vậy thì cụ thể nó như thế nào cơ? Với chương trình cho vay của VPBank thì các bạn sẽ không cần phải chứng minh tài chính, các bạn sẽ không phải chịu những cái chi phí phát sinh ngoài lề, và đặc biệt là xét duyệt cực nhanh, chỉ mất có 5 phút. Bên cạnh đó thì mức lãi suất của VPBank cũng rất là cạnh tranh, chỉ có 7,2% và có thể hỗ trợ cho vay đến 85% giá trị của chiếc xe mà bạn đang tính mua. Khi các bạn đến showroom để mua xe thì các bạn có thể đề cập ngay với cả nhân viên tư vấn bán hàng về gói vay này của VPBank và ngay lập tức thì các bạn sẽ được hỗ trợ từ A đến Z. Và mấy hôm nữa nếu như các bạn nhìn thấy mình có mua Supra để chạy ấy, thì thực ra không phải mình xin tiền của bố đâu, mình tự mua đấy. Nếu như các bạn muốn một khối động cơ V8 ở trên chiếc xe của mình thì có lẽ là các bạn sẽ phải trồng tiền thêm để mua chiếc GLS 580. Còn ở trên GLS 450 chúng ta sẽ chỉ có khối động cơ i6 3 chấm tăng áp. Và bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có thêm hệ thống EquiBoost, tức là mild hybrid, thêm một cái motor điện để trợ lực khi mà chiếc xe tăng tốc mà thôi. Cái khối động cơ này thì nó sẽ sinh ra cái công suất đâu đấy là loanh quanh gần 400 mã lực. Cũng khá là dư dùng, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta cần phải nói ở đây đó chính là động cơ i6 này thì nó cũng rất là êm. Và mình nghĩ là nhiều anh em khi mà đang xem cái video này thì cũng đã từng chạy những cái chiếc xe sử dụng động cơ i6 đúng không? Nó rất là êm, nó êm tuyệt đối bởi vì nó triệt hết lực cho nhau mà. Hệ thống treo của GLS 450 thì tất nhiên rồi, chắc chắn nó sẽ là treo khí nén. Và với cái hệ thống treo của chiếc xe này thì thực sự là trên cái vị trí ngồi ở hàng ghế thứ hai như ở chỗ của mình hiện tại, cảm giác ngồi trong xe nó cực kỳ là dễ chịu các bạn. Đặc biệt là hệ thống treo này thì rõ ràng là nó có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Ở trên chiếc GLS 450 thì chúng ta cũng sẽ có hai cái tùy chỉnh, hai cái chế độ dành cho hệ thống treo này. Thứ nhất là Comfort và thứ hai là Sport. Thì với cái chế độ Comfort tất nhiên là nó sẽ luôn đem lại cho chúng ta một cái cảm giác đi gọi là êm ái, dễ chịu. Và nó sẽ triệt tiêu tối đa tất cả những cái dao động ở trên mặt đường. Điều ấy thì đương nhiên sẽ đồng nghĩa với việc là nếu như mà lái xe của các bạn có một cái phong cách lái xe nó kiểu gắt, bạo lực thì cái cảm giác là chiếc xe nó bị bồng bềnh chúng ta sẽ cảm nhận được rõ hơn. Tất nhiên là khi mà chúng ta đã có một cái xu hướng là một cái chiếc xe để phục vụ hành khách ngồi ở phía đằng sau thì cái việc mà lái xe kiểu bạo lực nó chắc chắn không bao giờ xảy ra rồi. Và với cái hệ thống treo này ở chế độ Comfort thì có lẽ là không có gì để mà chê nữa rồi. Còn nếu như mà chúng ta chuyển qua cái chế độ Sport thì tất nhiên là cái damping nó sẽ cứng hơn, nó sẽ vững hơn và cảm giác ngồi trong xe nếu như mà chúng ta đi xa thì có phần nào đấy nó sẽ đỡ say hơn. Cái này thì tùy theo cái gọi là nhu cầu của mỗi người thôi. Ở trên cái chiếc GLS 450 này ở bên nước ngoài ấy thì chúng ta sẽ có thêm một cái option nữa, đó chính là camera soi trước điều kiện mặt đường, và treo thì sẽ dựa vào những thông tin đấy để tinh chỉnh làm sao có một cái trải nghiệm nó tốt hơn. Cái công nghệ này thì có lẽ là nổi tiếng nhất là ở trên những cái dòng xe Rolls Royce các bạn. Tuy nhiên thì mình nghĩ là một cái hệ thống treo như thế này thì nó đang rất là ổn rồi. Và nếu như mà thêm cái option đấy nữa về Việt Nam thì cái mức giá của nó sẽ rất là cao. Và lúc đấy thì cái tính cạnh tranh của chiếc xe này nó sẽ thấp hơn. Mình nghĩ là thực ra là nó cũng không cần thiết. Điều thứ hai mình muốn nhắc đến khi mà ngồi trải nghiệm ở hàng ghế thứ hai này đó chính là về khả năng cách âm của GLS 450. Thì nếu như mà chúng ta nói là GLS 450 là một cái chiếc xe ồn ấy thì không thể nào nói là nó là một cái xe ồn được. Mình mà bảo nó ồn thì nhiều người nhảy vào đánh mình ngay. Thế nhưng mà phải công nhận có những cái điểm mà thực sự là rất xuất sắc ở trên chiếc xe này. Đầu tiên đó chính là cái tiếng động cơ.
cái động cơ ở trên GLS 450, nếu như mà chúng ta chạy ở chế độ Comfort hay chế độ Eco ấy, thì hộp số nó sẽ luôn luôn cố gắng giữ cho cái vòng tua chỉ loanh quanh khoảng tầm hơn 1.000 vòng tua máy một xíu thôi, và không bao giờ đạt đến cái ngưỡng là 1.500 vòng cả. Đấy, và nếu như mà động cơ nó luôn luôn hoạt động ở cái giải phóng tua là dưới 1.500 vòng ấy, thì chúng ta không thể nghe được một chút xíu nào tiếng động cơ lọt vào bên trong khoang máy luôn. Mình không nói quá đâu, thực sự là như thế. Kể cả bạn ngồi trước hay là ngồi sau, kể cả khi mà chúng ta có tăng tốc đột ngột lên, thì cái tiếng máy nó dội vào bên trong khoang ngồi bên trong này thì nó cũng rất là dễ chịu. Nó dịu dàng, nó không hề tạo ra một cảm giác khó chịu. Cái điều này là một cái điều đương nhiên rồi. Chưa kể đến việc là cái khối động cơ 6 xi lanh như mình đã chia sẻ từ đầu nữa, nó là một cái khối động cơ nó cân bằng, và cái cảm giác nó mang lại thì nó cũng rất là êm ái, không có những cái rung động từ khoang máy có thể lọt được vào trong khoang cabin. Thế nhưng mà nói về độ ồn nhá, thì chúng ta sẽ có hai yếu tố mà mình phải đáng kể ở đây. Cái thứ nhất là tiếng ồn từ phía bên ngoài môi trường lọt vào trong xe. Thì rõ ràng là ngồi ở trong một cái chiếc GLS thì luôn luôn là nó dễ chịu, nó yên tĩnh rồi. Nhưng mà nếu như mà bảo là nó yên tĩnh triệt để thì chúng ta sẽ không có chuyện đấy đâu. Khi mà chúng ta chạy ở ngoài đường và chạy song song, chúng ta có xe máy hay là xe ô tô ấy, thì những cái tiếng động phát ra từ những cái chiếc xe đấy nó dội vào bên trong khoang lái, và ngồi bên trong thì chúng ta có thể nghe được những cái tiếng động đấy, nó cũng tương đối là rõ rệt. Ví dụ như kiểu vừa có xe Innova đi qua, mình có thể nghe được tiếng động của nó này. Cái thứ hai là về cái tiếng ồn từ phần gầm xe. Thì với những cái giải tốc độ loanh quanh tầm 50-60 này thì chúng ta sẽ không nghe thấy gì đâu. Nhưng mà nếu như mà chạy ở tốc độ cao tầm 80 đổ lên thì cũng sẽ nghe thấy có một chút xíu. Tất nhiên là những cái âm thanh này hoàn toàn nó ở mức là cực kỳ dễ chịu. Thế nhưng mà với cá nhân mình thì mình nghĩ là với một cái chiếc xe với cái mức giá hơn 5 tỷ đồng thì có thể là nó sẽ làm tốt được hơn như thế này một chút xíu nữa. Thì mình nghĩ là nó sẽ thỏa mãn được hơn dành cho những người mà đã bỏ cái số tiền đấy ra để mua chiếc xe này. Về cơ bản thì cái vị trí ngồi ở hàng 2 này, các bạn có thể thấy là nó không có cái gì cầu kỳ đâu. Chúng ta có chỉnh ghế điện này, rồi đèn viền nội thất, đương nhiên rồi, không gian thì dễ chịu. Thế nhưng mà cái phần ghế này thì ngồi nó cũng không phải là quá êm ái. Nó sẽ thiên về cái độ cứng vững, ổn định nhiều hơn là cái sự êm ái mà nó nịnh nọt cho người ngồi. Nói về cảm giác ngồi ở vị trí lái, đầu tiên chúng ta nói về cái khối động cơ đi. Thì theo như một số những cái bài test mình đã xem qua của một số báo ở bên nước ngoài họ test, thì chiếc GLS 450 nó sẽ có cái khả năng tăng tốc từ 0 cho đến 100 km/h mất khoảng tầm hơn 6 giây. Với một cái con số như vậy thì mình nghĩ là nó cũng không hề chậm một chút nào. Mặc dù đây không phải là cái khối động cơ gọi là mạnh nhất của GLS. Chúng ta sẽ có khối động cơ V8 thì nó sẽ mạnh hơn các thứ. Nhưng mà với khối động cơ như thế này, một con số như vậy thì mình nghĩ là nó cũng tương đối là ấn tượng rồi. Và cái khối động cơ này thì nó sẽ, như mình đã chia sẻ rồi, nó vừa là tăng áp và nó có thêm hệ thống mild hybrid. Tức là nó sẽ trợ lực khi mà chúng ta cần tăng tốc đột ngột thì nó có thêm lực từ cái phía động cơ điện ấy. Thế cho nên là cái cảm giác mà tăng tốc ở trên chiếc xe này nó không ì ạch đâu, mà thực ra nó rất là nhanh nhẹn, và lực của nó thì mình cảm thấy là tương đối là dư thừa. Đặt trên phương diện là chúng ta mua chiếc xe này về để phục vụ gia đình đông người đi, chở tải 7 người rồi đồ đạc đằng sau chất chi chít nữa, thì mình nghĩ là cái vấn đề mà chúng ta tăng tốc vọt xe hay là chạy trên đường cao tốc ấy, nó không phải là một cái vấn đề gì đấy mà phải đáng kể ở đây cả. Dự là cái khối động cơ này nó đem lại một cái sức mạnh nó rất là đủ rồi, thậm chí là còn dư thừa nữa. Phải nhắc lại một yếu tố nữa là động cơ rất là êm. Thực sự là nó rất là êm, và khi mà chúng ta chạy với một cái phong cách là thư giãn thì nó êm kinh khủng, êm cả về cái phần là độ ồn cũng như là cái độ rung của nó thì chúng ta sẽ không cảm nhận được. Cái yếu tố thứ hai mình muốn chia sẻ đó chính là về cái cảm giác khi mà chúng ta đạp chân ga xuống. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 chế độ lái là Eco này, Comfort và Sport. Thì có lẽ là cũng như bao những cái chiếc xe khác, nó sẽ can thiệp vào cái yếu tố đầu tiên, đó chính là về động cơ và chân ga. Thì khi mà chuyển qua cái chế độ Sport, tất nhiên là cái chân ga chúng ta đạp nó sẽ nhanh nhạy hơn, hộp số nó sẽ chủ động, nó về số nhiều hơn, nó giữ vòng tua cao hơn. Và ở những cái chế độ đó thì nó sẽ can thiệp vào cả cái cảm giác cầm vô lăng cũng như là cái phản hồi của hệ thống treo nữa. Chuyển qua Comfort thì nó sẽ phù hợp hơn với cái việc là chúng ta đi gia đình, đi đông người và có những cái chuyến đi thư giãn. Nói về cái cảm giác cầm vô lăng thì tất nhiên với một cái chiếc xe gọi là SUV lớn như thế này thì chúng ta không thể đòi hỏi nó có một cái cảm giác lái gì đấy giống như là những cái chiếc C-Class được. Chắc chắn là như vậy vì nó là một cái chiếc xe to, cao và cồng kềnh.
Tuy nhiên thì có một cái điểm mình thấy khá hay ở trên chiếc GLS, đó chính là cái cảm giác mà đánh vô lăng ấy. Đánh nó rất là gọn tay và nó chính xác. Và cái điều đấy nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cảm giác là khi mà chạy cái chiếc xe này, đặc biệt là ở trong phố ấy, lái nó gọn gàng hơn. Cái cảm giác nó mang lại chúng ta là một cái chiếc xe nó gọn gàng hơn như những cái gì mà nó thực sự là to như thế này. Thì cảm giác ngồi trong xe lái nó lại không có cảm giác cồng kềnh như thế. Và cái vô lăng này thì cái độ siết của nó rất là vừa phải. Thực ra thì nó không phải là ở một cái mức gọi là quá aggressive hay là quá gọi là tạo nhiều ra cái cảm xúc để mà đánh lái đâu. Và nó đủ để làm cho chúng ta có một cái sự dễ chịu cũng như là một cái mức độ kiểm soát tốt ở trên vô lăng. Nó đủ đem lại một cái sự tự tin khi mà cầm lái một cái chiếc xe to và cồng kềnh như thế này. Thêm một điểm nữa là cái tầm nhìn của GLS 450 thì cũng rất là thoáng. Rõ ràng là ngồi trên chiếc xe cao như này này, rồi cái phần trụ A này nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến cái mắt nhìn của chúng ta quá nhiều. Đấy, nhưng mà ngồi cao rồi nhìn xuống đường thì cảm giác mọi thứ xung quanh nó rất là thoáng. Nói tóm lại về chiếc GLS 450 này thì cái dòng GLS là cái dòng xe hạng gọi là sang rất cao cấp rồi. Thế nhưng mà ở trên cái phiên bản 450 này, mình cảm thấy là với cái mức giá khoảng loanh quanh 5 tỷ chúng ta bỏ ra thì tất nhiên chúng ta sẽ không có những cái trang bị nó phải quá là cao siêu, nó phải quá là cầu kỳ. Thế nhưng mà nó lại đáp ứng cho chúng ta đủ tất cả những cái yếu tố cốt lõi mà chúng ta cần ở trên một cái chiếc xe sang. Đó chính là về cái chất lượng hoàn thiện tốt này, về cái không gian ngồi là thoải mái này, dễ chịu, chất liệu nội thất là sang trọng, cảm giác lái dễ chịu, động cơ mạnh, êm và hệ thống treo, hệ thống khung gầm thì tuyệt vời. Đó là những cái gì mà chúng ta nhận được khi mà chúng ta bỏ ra số tiền khoảng tầm hơn 5 tỷ đồng để mua một cái chiếc xe như là GLS 450. Tất nhiên với cái số tiền như thế này thì so ra những cái chiếc xe khác cùng tầm giá, chúng ta có rất là nhiều những sự lựa chọn khác. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc xe Đức ở cái phân khúc gọi là S. Và nó có đủ những cái giá trị cốt lõi về cái sự sang trọng, về những cái yêu cầu về cái sự sang trọng và cái sự hưởng thụ như mình đã chia sẻ ban nãy rồi. Thì mình thấy đây cũng là một cái lựa chọn rất là ổn ở trong cái mức giá loanh quanh khoảng tầm 5 tỷ đồng. Thì không biết là các bạn thấy như thế nào thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ấn like, share cũng như là subscribe Đường Hai Chiều. Và rất mong là lần sau sẽ có nhiều thời gian hơn với cả chiếc GLS 450 để đưa ra cho các bạn thêm nhiều những cái đánh giá, chứ không phải là những cái đánh giá rất là nhanh như ngày hôm nay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.